5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Francisco đã bị giảm sút mạnh ở tuổi 85. Ngài đau nặng hơn, gầy đi, ngồi xe lăn, kiệt sức. Trong khi đó công việc của Giáo Hoàng rất nhiều, đã làm cho ngài nhanh xuống sức. Chúng ta không tránh khỏi câu hỏi, liệu ngài có thể cầm cự được bao lâu, ngài đang bệnh gì? Và nếu có, thì có nghiêm trọng hơn nhiều so với vấn đề đầu gối không? Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho ngài. Theo trang web francisco.vn, Đức Giáo Hoàng đau bệnh gầy đi, ngồi xe lăn. Liệu Đức Francisco có từ nhiệm sớm? Tình trạng sức khỏe của Đức Francisco đã bị giảm sút. 21 tân hồng y sớm được bổ nhiệm. Liệu Đức Francisco có sẽ từ nhiệm không? Ngày 2 tháng 4, Đức Francisco đã buộc phải dùng thang máy để lên chuyến bay đi Manta. Thứ tư ngày 4 tháng 5, lần đầu tiên ngài xuất hiện trước công chúng trên chiếc xe lăn. Tình trạng sức khỏe của ngài dường như ngày càng nặng, đã bùng lên các tin đồn trong hành lang Vatican. Đã có bầu khí của cuối chiều với tên các hồng y có thể làm Giáo Hoàng lưu hành. Ai cũng thấy ngài không được khỏe, ngài đau, ngài sụt cân, ngài có những lúc đau đớn, xót xa trong ánh mắt. Nhà Vatican học các nô bé ra nói với các đồng nghiệp của tờ Le Parisien, chúng ta không tránh khỏi câu hỏi, liệu ngài có thể cầm cự được bao lâu, ngài đang bệnh gì, và nếu có thì có nghiêm trọng hơn nhiều so với vấn đề đầu gối không? Với một gia đình có tiền sử bệnh ung thư, em trai Abeto và em gái Mata của Giáo Hoàng qua đời vì bệnh ung thư, liệu ngài có chuẩn bị để từ nhiệm như Đức Benedetto 16 đã làm năm 2013, buộc phải rời khỏi ghế thánh Phaero vì sức khỏe giảm sút không? Nếu Đức Francisco từ nhiệm thì ngài ở trong danh sách rất hạn chế của các giáo hoàng từ nhiệm. Ngoài Đức Benedetto 16 tiền nhiệm của ngài thì chỉ có hai giáo hoàng khác, Đức Leontine V 1294 và Đức Gregoire XII 1415 đã có quyết định này. Hơn nữa, thuật ngữ từ nhiệm chứ không phải thoái vị hay từ chức để nói về sự ra đi có chủ ý của một giáo hoàng. Thật vậy, giáo hoàng có chủ quyền không có bất kỳ một thẩm quyền nào cao hơn và hoàn toàn có thể tự quyết định về thẩm quyền của mình nếu ngài từ nhiệm. Nếu Đức Francisco từ nhiệm vị trí đứng đầu tối cao của giáo hội công giáo, thì giáo hội bắt đầu một giai đoạn chống tòa. Điều này mô tả thời kỳ mà tòa thánh bị bỏ trống và kết thúc với việc các hồng y họp mật nghị để bầu tân giáo hoàng. Ngày Chủ nhật 29 tháng 5, Đức Francisco tuyên bố sẽ tổ chức công nghị ngày thứ Bảy 27 tháng 8 để phong 21 hồng y, trong đó có Tổng giám mục Jean, Mark Aveline, giáo phận Marseille, ngài là hồng y thứ 5 của Pháp. Trong số các tân hồng y có 16 hồng y dưới 80 tuổi và có thể bỏ phiếu trong lần mật nghị sắp tới. Vì thế giáo hoàng đương nhiệm luôn quan tâm đến việc bổ nhiệm các hồng y, đi theo đường lối của mình để đảm bảo người kế nhiệm phản ánh đúng các quan điểm của mình.